Hi, hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Thanh Nhã Vlog nha mọi người. Thì mình là Danh, cái bên mình là anh Minh Phương nha mọi người, đây là Sang nha mọi người. Thì hôm nay Toàn như dẹo nó có việc bận rồi nên nó không có vào đây để kết hợp với anh em mình làm một cái phi vụ hơi bị lớn này nha mọi người. Thì em muốn nói anh Hạng là anh dày, anh Hạng cũng hỏi em là mấy bữa nay tập gym sao. Thì em nói với anh thì tập gym hôm nay tập cũng ok lắm. Nhưng mà Nhã trong đó là nó khiêng được cái tạ, là cử được cái tạ là cỡ bao nhiêu ký? Nếu mà tính nặng, tính trí, tính thế, phải có thế. Thế, nói chung là nó chỉ cần 5 ký thôi nhưng mà nó đủ độ nặng đó, 5 ký mà đủ độ nặng. 5 ký hả? Ừ, mà đủ độ nặng. Hôm nay mình anh sẽ có cái màn tròn này nhưng mà phải nhờ cưng với anh Sang kết hợp. Bây giờ thử thách coi Nhã sẽ kéo được cái cục tạ tầm khoảng gần 80 ký, cưng tin không? Tin thì chắc chắn không tin rồi đó, 80 ký thì nếu mà kéo từ từ không, kéo lên. Cái mà khi mà cưng tập nó khác nha, khi đúng mà rồi. Con người cưng mà đột biến lên đó, đột biến lên có thể kéo tầm đó trở lên, cưng tin không? Không, có thể, có thể. Mà có thể, nếu mà có anh thể. Nói thì chắc có thể được á. Anh làm cái clip này để thử thách Nhã luôn nha. Rồi, cốt truyện sao thì hồi anh sẽ phổ biến cho cưng giúp anh cái phần kia thôi. Rồi, okay. Còn cái phần cục tả nằm đâu thì chút xíu anh set up sao. Rồi, ok. Ok mọi người, cái màn tròn này là do anh Phương nè. Anh anh sắp xếp nha mọi người. Nên mình phải nghe theo ảnh mới sắp xếp cho mình chơi được. Còn nãy giờ nó cũng chưa hiểu, rồi giờ anh tắt cái anh làm cái cốt truyện cho em nhẹ nhàng. Ok, làm cái dễ rồi dễ. Em cỡ nào cũng phối hợp anh đi đẩy cái thằng đó hết trơn á. Phải chuẩn bị luôn. Trời ơi, gì bay ha. Gì bay. Gì bay. Nhấp thang. Ok mọi người muốn biết mình chơi thế nào thì đón xem ba anh em mình chơi thằng mập nha mọi người. Ok. 80 ký nha. 80 ký. Ok mọi người, giờ mình đặt cái que ở đây nha. Đó. Rồi nãy giờ là anh Hạng đã nói hết trơn bài bản cho anh nghe hiểu rồi. Mình diễn luôn không? Mà hồi đó chưa luôn. Tình huống này xảy ra nha. Chưa luôn không? Chưa. Cả gì được không? Hả? Vô luôn được. Bây giờ hồi Sang ở đây phụ anh đi. Cưng vô cũng hấp tấp rồi cũng làm giật cưng kêu nó ra lẹ nha. Phải như vậy. Mình phải thử thách, bữa nay là Nhã phải khiêng cục tạ 80 ký đi trong vòng cả 300 m, đây vô nhà chẳng cả 300 m nữa. Ba sĩ mấy à? 300 m. Nhưng mà anh nói Nhã làm được, cưng không tin được cưng. Mà đồ nghề anh chuẩn bị xong chưa? Có đầy đủ hết trơn. Đợi em xíu. Để chiếc phát kêu với chiếc tiền bò nữa. Thôi. Không được, được gì đâu quý rồi. Vậy thôi. Lẹ đi. Lắng đi em, chạy chậm hơn tí nữa. Xe đi. Okay. Giờ mấy anh em mình tại đó mình ngồi trước cho mọi người để cho dành vô biểu diễn. Mà nó xe đi, lẹ đi. Thôi. Anh có thiệt. Anh hẹn anh ngồi dành chạy mình á, anh ngồi nhậu. Anh nằm anh lặn lên, không phải cái đó thiệt. Anh ở nhà chứ giờ này. Nè, tao quay hồi nãy giờ ở ngoài nè. Thôi cho mày coi lại. Quay cái gì? Ảnh đó hả? Tao quay anh nằm ngoài á. Kiểu buồn vợ, buồn con, buồn tình gì không biết. Anh nằm anh nhậu, anh lăn lóc, lê lò lết ngoài kỳ lắm. Đèo tiền. Anh hẹn hả? Anh hẹn. Đó giờ có vậy đâu ta. Bây giờ mày ra coi sao? Sao không chở anh về đi? Không có chịu. Chịu về luôn hả? Anh ngồi. Má nhìn y cái ban vậy đó ba. Lại vậy? Mày ra ngoài đi mày thấy. Tắt đi, đi đâu quay chi? Tao quay lại cái cảnh này cho mày tin, cho mày thấy. Tắt đi em coi, rồi anh quay ngoài em mới tin. Dạ. Đi ra nha. Rồi. Tắt đi. Rồi đó, tin chưa? Sao kỳ vậy ta, sao đó giờ anh có vậy đâu. Mày tin chưa? Lạ nha. Rồi xe đi, nói không nghe. Cái. Tới xe đi, vợ con á. Chắc buồn vợ buồn con cái gì. Thì buồn vợ con mà không biết nhậu từ nào tới giờ. Xe mày có xe anh ngoại không? Xe cộ không thấy luôn. Bỏ xe luôn rồi. Không mấy xe cộ hết á. Trời, tôi chừng nhậu bỏ xe đâu rồi đó trời. Trời ơi. Tới giờ anh đâu có hư vậy đâu. Mình xích lại xíu. Anh tắt đi, ngoài nó chuyện nữa rồi. Mẹ đi. Nãy nguyên chai nó giờ anh đông hơn nữa. Anh đông hơn nữa chai nè. Mày đâu đây vậy? Nãy tôi nó đây. Anh đây kìa. Nó thấy nó nãy giờ đây mà tao quên. Nó đi đâu sao? Vậy anh Hạng. Trời ơi. Nó uống quá trời. Bỏ đi anh, Thôi. Anh uống nhiều dữ lắm. Uống không quá giờ mệt rồi. Uống bia, uống rượu anh Hạng. Cái nắp rồi anh uống nhiều lắm rồi đó. Anh rượu qua. Ơi nhậu mua mồi không gì mà nhậu được. Anh nãy giờ anh đóng hết nữa. Giờ anh xe đâu? Đóng hồi nãy giờ cái chai mấy vậy đó. Xe đâu?
xe để đâu anh Hạng? Sớm có chuyện dòng kiếm xe không? Không biết. Sao không có nhậu á? Không biết. Anh có nhậu quán không? Dạ anh nhớ một cước chứ nhớ gì nhớ nổi nữa. Đi dắt là bỏ lên xe chở về đi. Lên xe chở về anh ơi. Đây sớm tới giùm ngó ha anh Hạng ơi. Ngó quan trọng đi. Rồi con mẹ nó bắt chết Hạng ơi. Dạ anh ơi. Thôi. Xỉnh nào về. Ê này nỉ á. Lên xe về tụi em đi. Thế này lạ lắm. Buồn. Sao buồn vậy? Sao buồn? Sao buồn vậy? Không còn mắt nữa hết á. Nãy giờ có hỏi anh không? Không có chuyện ảnh đâu. Khóc luôn rồi. Thôi đi về. Ngủ đi. Ngủ hết rượu rồi, giờ về nhà em nhậu tiếp, em anh nhậu. Xin về ngủ anh Phương ơi. Đi dắt về nhà nhậu. Thích nên anh nhậu lắm rồi. Mua thêm đi. Rồi em về em mua thêm để nhà một đống rồi, về anh em mình chút tiếp. Đi, lên xe đi. Đi, em Phương ơi. Quá đỡ tiếp tôi đứng ở nhìn rồi mà chạy. Quá trời, lạ quá lạ. Xỉnh rồi. Bình thường đâu có lại lộ gì, dép dài đâu. Dài đâu anh Hạng? Dép anh dưới đây nè. Ngầu luôn hả? Biết lốt xe tao quen bây giờ chiếc xe anh đâu nè. Ngầu mà biết lốt tích ngầu. Tại sao anh vô được trong đây nè? Xe anh nhỏ xe tao. Chiếc xe anh đâu? Bộ sao vô tới trong đây được? Thôi thì vậy thôi em ơi. Chị Nạn ơi. Ôi, danh. Sao không? Giờ lên xe đây nè. Giờ em nghĩ là mình chở nè. Quên. Bây giờ nè. Không sao rồi chú. Xỉnh rồi chú. Xỉnh rồi chứ. Xỉnh rồi chứ. Không chỉ 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 chứ. Xỉnh rồi. Sắp luôn. Giờ xỉnh sắp luôn rồi chú ơi. Té anh đi xe anh ối, anh đi say xe. Anh đi xe xe Honda nè. Đâu anh lên ngồi rồi anh Vương. Vậy bây giờ này là quay lại cả chút này không? Nè. Nè anh Vương, mốt anh coi lại nha anh Vương. Anh coi. Tỉnh là mai mốt không có rồi giúp giờ chiếc xe của anh đâu là một chuyện nè. Bây giờ này đi dễ chạy chậm đi điện chị Ngọc ra. Thôi đúng rồi. Ông lên xe. Như làm gì? Chứ sao đi về với em nè. Tôi dép anh đâu rồi? Vậy rồi đó đúng không? Rồi đi về. Cái gì? Cổng vậy sao cổng anh nói về chồng anh cái trăm ký. Giờ quay về không được đâu nhé ơi, quay về mất công rồi mà mốt mày đăng lên mày làm anh quê anh nữa. Ai đăng? Ôi đi thôi anh, em đăng vậy. Để thôi tao đăng à. Anh tào lao á. Tao gửi vợ anh á. Cổng anh đi nhá. Quay vợ anh coi đi, cho vợ anh xuống. Rồi về đi. Để chị Ngọc á. Rồi. Vậy mày chờ 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 anh về đi. Gửi liền đi, gửi liền khúc đó đi. Thì tắt gửi liền nha. Ừ, gửi liền khúc đó đi. Thì dạ anh xuống. Đi anh Phương. Em nổi. Sao vậy? Nổi. Nổi nha. Bây giờ anh dán đứng lên đi, em cổng anh về. Rồi đứng lên đi, đứng lên đi. Chắc là phải gửi anh rồi, gửi anh rồi đó. Cái này quay lại cho mày anh thấy đi. Kiểu này tao cũng không thích nữa. Tạo đó thì anh đâu có vậy. Tôi quay lại nè. Quay. Thôi gửi vợ anh như đó được rồi, đủ rồi. Xong, giờ quay cho anh thấy luôn mày. Để mời anh nói anh chối nè. Trời ơi. Trời ơi. Gắn cổng anh đi tới tội nghiệp anh. Nè, anh Hạng ơi, ngày mai anh. Ngày mai anh nhớ thấy cảnh này nha anh Hạng. Nặng không, nặng không? Nặng. Rồi, cổng anh về đi. Ngày mai anh Hạng phải thấy cảnh này nha anh Hạng. Ảnh bị say xe Honda rồi.
Đừng có sốc anh. Ôi, thôi thôi không ói lên đầu mèo. Không ói không ói rồi đi về. Anh bị xe Honda. Sang coi chạy xe tao đi Sang. Anh bị xe Honda anh ấy. Nè anh Hạng ơi, ngày mai anh thấy cái cảnh này anh Hạng. Đang nhậu ghi vậy anh Hạng. Anh ăn nhậu gì đó anh Hạng ơi. Chết luôn rồi. Được. Giờ này giờ nhậu hỏi nhậu năm tao ghé gì Trinh nó mua hai chai rượu nữa. Cái gì? Nhậu anh Hạng. Không. Cái gì? Nhậu nữa ông ơi, mua thêm hai chai rượu nữa anh Hạng. Sang chạy xe chống đi. Muốn rượu đi. Rượu ha. Chạy. Chạy về đây, chạy về luôn đi. Ê, nghỉ ngơi xíu đi ông nha. Ông kêu Sang ra chở em về đi, quá trời đuối cái giò. Nghỉ ngơi xíu không? Cái gì? Nghỉ ngơi xíu không? Nè, anh. Nè, vô mát ngồi nghỉ đi. Mệt đâu anh này. Chết luôn rồi. Nè, ngày mai anh coi lại clip rồi anh thấy anh Hạng, anh thấy hình thù anh nha anh Hạng. Hồi đó giờ có bao giờ anh vậy không? Bây giờ anh lại gì? Mày uống rượu không lấy mày hôi gì? Hôi giá. Ủa, vậy bảy, hai gió gì? Đi, đi, gán đi gì? Ngừng lỗi á, trời, coi chị ngồi xe nữa. Ngừng lỗi á, anh dẫn lên máu quá. Ngừng lỗi á nha. Ngừng lỗi á nha. Đó, ngày mai ha. Thì cho anh coi, rồi anh thấy cái cảnh ăn nhậu như vậy, không có lợi ích gì hết trơn á. Hại báo em Út nha anh Hạng. Buồn gì buồn chứ. Buồn buồn chứ, anh nhậu kiểu này, anh báo em Út. Anh nhậu anh thỏa thân anh cho đã, giờ anh bắt người ta cõng anh về. Đừng nói anh đi đầu à. Cái tàu hả này? Cái đầu trên rồi đầu dưới này. Đầu trên rồi đầu dưới. Đầu lao quá nha anh ơi. Cái mất cá ha. Giờ này cần ra bộ ai. Đổ mà không giùm nãy giờ bộ mà em chết. Cái đó nó dị về nhà thiệt luôn trời. Đồ kêu nó dị mà. Anh xỉn anh biết vô lên xe chở về. Dạ mà anh hai. Rồi nãy giờ cõng mệt quá anh nằm nghỉ đi nè. Đưa xuống này ngoài, ngồi xuống này ngoài anh hả? Từ từ, từ từ. Thôi thế đó. Ủa gì vậy? Quá vậy mà. Uống miếng nước. Uống miếng nước làm miếng nước đi anh. Uống trà chanh trên đường ngoài. Thôi rồi, chưa làm đi, giá chanh á. Làm đi, giá chanh đi. Chanh nóng á. Chanh nóng á. Anh uống. Làm chanh nóng. Làm sao vậy? Uống khổ đi. Uống khổ đậu hay uống gì? Uống gì bay đi cho khỏe. Ông gì bay trên mớ. Thử hết nhã khiên cục tạ 200 kg, 80 kg đi vòng vòng 300 m. Tám chục qua đeo. Xa. Quay quậy chà đường đi, quậy chanh mối, uống gì? Uống gì? Anh kêu quậy. Là anh không sỉnh nữa hả? Có đâu, tình quê. Không lẽ anh 3 mét tuổi đầu anh quậy. Á đồ. Anh quậy luôn hả? Nãy giờ thấy kỳ kỳ rồi. Cây tươi nhờ. Kỳ cục ha, ừ. Nãy rượu anh đổ lên đây nè, bởi hôi mùi rượu không? Nước ướt mặt rồi. Nước mép tràn ly đó. Anh nãy anh không da bộ anh nấu anh đậu luôn á. Đúng không? 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 Không lẽ tao lớn già đầu tao bày ra chơi mấy trò này. Hai bài. Hỏi cái chuyện nó tan chai. Hai bài. Ok, nói chung là thôi nè. Nói chung cái này không ai bài. Không ai bài hết, mình chơi chơi, chơi chung tự chịu chung, không ai bài chứ. Mình thử hết mà. Đúng rồi, mình thử hết cho. Mà tập game rất có lợi nha. Sức khỏe. Sức khỏe. Mình khuyên mọi người nên tập game và bỏ nhậu mọi người. Đó. Có hai có hai cái sao thì gọi là cái gì? Sốc. Chạy em cổng từ ngoài vô đi cặp vô không đi đường trường không nghỉ phút nào. À, cái clip này mình có hai cái chương mục để mọi người. Thứ nhất là nên tập gym, thứ hai đừng ăn nhậu bè bẹt chống anh Hạng ngày hôm nay. Nếu mà có nhi đương xương rồi anh em thì được, nhưng mà đừng có quánh cái là thẳng cây luôn nha, thẳng cây luôn. Cái bữa nay ăn chứ mà cái này một cái là giờ. Thôi, năm bài cũng có sức khỏe rồi, ok rồi. Anh kia đó, anh kia đó. Đây, đây BT nha. Đây BT của thành phố vậy nha, mười mấy năm ở Sài Gòn vậy. Thấy không? Sáu mươi gạt.
Ok mọi người, thì cái màn tròn của mình với anh Phương với Sàn nó đây kết thúc nha mọi người. Nếu thấy hay bấm like đăng ký kênh để ủng hộ cho anh em mình cho anh mập nhiều nhiều xíu mọi người. Riêng hàng mập là uống cho là lụm liền, uống nói gì vậy đi. Không từ chối luôn hả? Không từ chối luôn hả? Mấy này là nhỏ tội nghiệp. Như mọi người mình phải chơi mọi người. Rồi làm ly trà đường uống cho mát đi rồi mình làm chuyện tiếp theo nè. Ok mọi người, nếu thấy hay bấm like đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình làm nhiều video hay hơn để cho mọi người xem nữa nha mọi người. Còn vậy cần còn uống hơn cái này nữa hả? Uống hơn cái này nữa hả? Hơn phải hơn. Con lại mấy ba luôn. Mời cho mà kéo xe hơi nè con. Ê!